Hello mọi người nha, xin chào các bác đã quay lại kênh bán MacBook của em hôm nay này. Thì hôm nay tiếp tục lên cho mọi người hai cây MacBook M1 các bác nhá. Một cây này là máy lai lưu full box pin 100% này, đó cực kỳ ngon. Con này thì là cấu hình cao, giá em đang để cực kỳ hợp lý luôn nhá. Các bác nào lấy được máy nào về làm việc văn phòng hoặc là mọi người làm các việc đồ họa nhẹ nhẹ, dạy học các kiểu ok, code kia các kiểu, con mấy con này ok mọi người nhá. Thì mọi người có thể gọi điện hoặc là nhắn tin qua cho em đấy nhé mọi người nhé. Đó, bây giờ em sẽ nên từng con một. Máy thì là có ốp, máy thì là có sạc mọi người nhé, có sạc có cáp rồi. Mọi người lấy túi, em tặng thêm túi nữa. Đây là con M1 RAM 16 mọi người nhé, M1 RAM 16 SSD của nó là 512 GB. Cái mẫu này thì là trên thị trường bây giờ đang bán loanh quanh tầm 20 triệu mọi người nhé. Đây là trên thị trường, mọi người có thể lên YouTube, lên Facebook hoặc là lên các trang mạng mọi người tham khảo. MacBook M1 RAM 16 nhá. SSD của nó là 512 GB. Mọi người các bên đang bán giá loanh quanh khoảng cái độ 20 triệu. Cái con này của em thì đây, nó góc này nó có, nói chung là nó bé đấy mọi người nhá, nó nhỏ lắm đây này. Đó. Nó có phẩy nhẹ một tí. Nên là giá em để nó cũng tương đối là tốt cho mọi người nhá. Mặt A đây cũng không có xước đâu nhá. Màu là màu gray nhá. Màu gray, táo thì là táo phay rồi, không phải là táo phát sáng như thời ngày xưa. Dùng rất là sang trọng luôn. MacBook M1, cái con này thì dùng là cực kỳ mượt luôn mọi người nhá. Để mà so với M2 thì cũng không bằng được con này đâu. M2 mà RAM 8 ấy. M2 RAM 8 thì không bằng được M1 RAM 16 đâu. Tại vì cái RAM nó cũng khá là quan trọng. Đấy, mặt sau đây không có xước mo gì đâu nhá, có sạc zin 30W theo máy cho mọi người nhá, mọi người yên tâm. Phím với các kiểu này sáng. Màn của con này thì màn 13,3 inch nhá, cân nặng của nó rơi vào tầm 1,3 các bác nhá, khoảng 1,3 cân. Đấy, đây là cái chỗ để tay này, trackpad cực kỳ đẹp này, rất là mượt nhá, có cả bấm vân tay các kiểu đầy đủ hết mọi người nhá. Và mặt vân tay không thiếu chức năng gì cả, máy đủ hết chức năng. Màn retina nhá, riêng màn hình hiển thị và âm thanh của Mac thì nó rất là ok, nó hay hơn cái bọn Win. Đây nhá, chạy macOS Big Sur chip M1 2020 các bác nhá. RAM bộ nhớ này, bộ nhớ ghi 16 GB này, series trùng vỏ cho em nhá. Đó, ổn lưu trữ của con này đây mọi người, đây 512 GB này, i11 16512 nhé. Pin của con này thì nó còn ngon, sạc 172 lần, pin còn 93%, dùng 10 tiếng, có thể hơn 10 tiếng mọi người nhé, dùng liên tục ấy. Cái chip M1 thì pin của nó đúng bao phê bao trâu rồi mọi người nhé. Cái chip M1 này pin thì nó chấp hết các loại máy tính luôn rồi, pin nó trâu hơn cả điện thoại luôn các bác nhé, cực kỳ ngon. Camera đây rất là đẹp nhé, camera của bọn này cũng ngon. Đó, phím viết nét phím sáng đều đẹp cho em nhé, không có bị làm sao cả nhé, máy không có lỗi, bảo mật vân tay các thứ đầy đủ hết. Đây mọi người nhé, bảo mật vân tay của máy đây, thêm này. Đó, đây bảo mật vân tay đây, máy thì là rất là ok đấy. Nó nói chung là ngoại hình của nó thì như vậy thôi, nên em bán 17,8 triệu mọi người nhá, 17,8 triệu thôi mọi người nhá. Đấy, bao chuẩn cho mọi người luôn nhá, 17,8 triệu mà mọi người mua được M1 16512 là quá là đẳng cấp rồi, quá là ngon rồi. Cái bọn này thì là mình chạy lên Soloma thoải mái mọi người nhá, cái phần mềm của nó thì mình cập nhật lên thoải mái, chưa hết hạn cập nhật đâu nhá. Đây là màn trắng của máy mọi người, một cái màn zin, màn retina zin nhá, không ý về bị chết điểm hay là lưu ảnh lưu màu gì nhá, màu rất là đẹp, màu trắng rất là đẹp đây, màu đen đây, mọi người nhìn theo đấy, để toàn nó có mấy cái bụi này, nó có bụi thôi chứ nó không có bị làm sao cả. Đấy, màn hình của nó thì toàn nó dính mấy cái bụi màu đỏ đây, mọi người thấy ok chưa? Máy thì là rất là ok. Đây nhá, thích âm thanh cho mọi người nhá, mạng biết kiểu mọi người nhìn này, vuốt này,
cực kỳ thích luôn nhé, vuốt rất là mượt. Đây nhá, cho mọi người xem này, vuốt này, đấy rất là mượt luôn. Riêng cái chip M1 thì mua về để dùng làm đồ họa cơ bản văn phòng kiểu thì quá là ngon luôn. Mà con này vì mọi người viết code viết kia kiểu vẫn ok, mà cái con M1 này nó ngon mà. Đây mọi người nhìn này, vuốt này. Đó, âm thanh đang khóa âm thanh. Đang khóa âm thanh đây mọi người nhé. Nếu chỉ giỏi kỹ năng máy tính và xử lý lỗi, để cạnh tranh được, để có chỗ đứng. Con này là 11 RAM 16 ổ SSD 512 nhá, giá là 17 triệu 800 nghìn nhé mọi người nhé. Bao giờ lấy được thì nhắn tin hoặc gọi điện cho em này. Máy rất là đẹp, chất lượng âm thanh ấy, kiểu cực kỳ ngon nhá. Tiếp theo lên cho máy thì có sạc theo mọi người nhá. Tiếp theo lên cho mọi người một cây M1, cái này thì giá nó rẻ hơn mọi người nhé, nhưng chất lượng của con này thì nó lại ngon hơn. Đây nhá mọi người nhá, sách hướng dẫn sử dụng này, cáp sạc này, bộ sạc zin 30W theo máy mọi người nhá. Đây bộ sạc 30W theo máy này. Đấy, 29W này. Zin theo máy cho mọi người nhé, lấy về sử dụng. Đấy. Đây, con này thì nó keng luôn mọi người nhá. Con này thì keng như mới luôn nhá. Đây mọi người nhìn này, con này nó giống như máy mới luôn ấy, nó chả có bị làm sao cả. Quá là nét luôn nhá. Giá con này thì em đang để rẻ thôi, 14 triệu rưỡi thôi. Máy mới con này giờ mua phải tầm hơn 20 một chút mọi người nhá, hơn 20 một chút đấy. Mà con này nó cũng gần như mới như này mà mọi người mua rẻ được cơ độ 1/3 đi, mua rẻ hơn được tầm 1/3 thì tội gì không mua đúng không. Một con máy cực kỳ ngon như thế này. Đây series của máy đây. Đấy mọi người nhìn đâu, một điều là 2337 nhá, ốc kiểu quá là ngon luôn. Mấy cái này là bẩn này, có mấy cái keo nó dính vào ấy mọi người, lau đi là nó sạch. Đây nhá, phím viết sáng, con này phím viết kiểu đẹp keng luôn này, bên trong này ngoại hình quá là xịn luôn. Vẫn là màn 13.3 inch nhá, cân nặng khoảng 1.3 kg nhá, màn retina 2K nhá. Đó, đây giới thiệu về máy này. Con này cũng vẫn chạy Pixel thôi, chip M1, RAM 8 nhé. Đây, series trùng vỏ này. RAM 8 ổ SSD của nó là 500GB này. Đấy. Con này kể cả trùng series trùng cả hộp cả vỏ luôn mọi người nhá. Hàng full box chuẩn luôn nhá. Đấy. M1 RAM 8 ổ SSD 512GB mọi người nhá. 14.5 củ. Sạc đúng 7 lần duy nhất, pin 100% mọi người này. Đấy, cái này mới cái đáng chất lượng mọi người này. Sạc 7 lần duy nhất nhá, pin 100% nhá. Đấy. Mọi người thấy không? Một con này nó thuộc dạng hàng lai lưu, hàng họ mới bóc ra sạc có 7 lần thì mọi người bảo đã dùng được cái gì đâu. Mà giá nó rẻ được 1/3 rồi. Quá là ngon luôn. 14 triệu rưỡi. Các bên đang bán con này có khi 16 triệu mấy 17 triệu ấy. Em nhập được giá tốt em bán cho mọi người giá cực kỳ ngon.
bảo mật vân tay kiểu thì đầy đủ hết nhá. Đây bảo mật vân tay đây, đây nhá, bảo mật vân tay cài cho mọi người luôn này, đấy rất là ok luôn nhá. Bảo mật vân tay này, màn nhá các kiểu đẹp, không lỗi lầm gì cả, âm thanh hay. Đây màn hiển thị đây, màn gì đẹp mọi người, và sạc 7 lần thì màn nó làm sao mà có vấn đề gì được đúng không? Sạc có 7 lần thì máy gần như chưa sử dụng luôn rồi. Quá là ngon, 14,5 triệu. E11 nhá, con này sản xuất đời năm 2020 nhá. Đời 2020. Nói chung để một cái giá tầm 14 triệu bây giờ thì tất cả các loại MacBook luôn em, tức là các loại máy tính luôn ấy, chứ không phải MacBook đâu mọi người ạ. Kể cả máy tính Win luôn nhá, nhiều cũng không lại được nó đâu. Em thật, dòng E11 này nó bây giờ nó quá là bá đạo luôn rồi. Dùng Windows kiểu mọi người dùng con gì cho mượt bằng con này được, trừ khi mọi người sử dụng văn phòng bắt buộc mọi người phải dùng Win thì là Win nó mới hơn được, còn nếu mà để sử dụng bình thường các kiểu thì không có con gì lại được con này với cái tầm giá dưới 15 triệu bây giờ. Nó quá là đẳng cấp rồi. Cái chip 11 thì thật ra là em không cần nói nhiều, tại vì mọi người thử lên trên các diễn đàn mọi người xem thử, người ta sẽ review cho mọi người cái chip 11 nó ngon như thế nào thì mọi người mua. Tại vì em thì bán thì nếu khi em nói ra thì mọi người lại bảo em quảng cáo nó lại không hay, nhưng mà thực ra là cái chip 11 nó quá là ưu việt so với cái phần còn lại rồi. Tại vì chip này Apple nó tự sản xuất mà. Apple nó tự sản xuất ra nên là chip nó rất là ngon. Đây, âm thanh và chất lượng. Âm thanh và chất lượng kỳ ngon luôn. Đây, mọi người nghe thử âm thanh và hiển thị của nó xem nhé. Quá là chất lượng. Con này thì nó gần như máy mới rồi. Hộp biết các kiểu full luôn. Pin 100 sạc có 7 lần thì các bác đánh giá chất lượng. Cân nặng 1,3 cân, quá phù hợp cho học sinh sinh viên mang đi mang lại. Giá thì bao chất rồi. Giá thì bao thị trường luôn rồi nhé. Đó. Màn không hề bị xước xác, máy rất là đẹp. Rồi, con này em sẽ kết thúc video ở đây mọi người nha. Có hai con thôi. 11 thì mọi người lấy được máy nào mọi người báo em nhé. Giá thì tốt rồi. Em xin phép sẽ kết thúc video ở đây các bác nha.